Tình yêu chan chứa trên hoàng du, không thể yêu riêng khách mà hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy soi chiều hướng về phụng sự cho nhân loài, sẽ gặp tình ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, căn cứ hiến chương nhiệm kỳ 2019 đến 2024 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, căn cứ chương trình hoạt động đạo sự của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Hòa, được sự thống nhất cho phép của Ủy ban Nhân dân xã An Hòa, phòng nội vụ huyện Tam Nông, căn cứ sự phân công giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hôm nay lúc 7:30 ngày 20 tháng 11 2023, nhằm ngày mùng 8 tháng 10 Quý Mão, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hòa long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đảm trách. Đó là lý do của buổi thuyết giảng hôm nay. Đề nghị quan ninh chung đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Công an xã An Hòa. Ông Lê Văn Hà, chức vụ Phó Bí thư Chi bộ ấp 3 xã An Hòa. Đại diện tôn giáo các cấp, xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Đoàn Thị Bảy, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phụ trách đề tài một thuyết giảng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Phan Chí Tâm, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phụ trách đề tài hai thuyết giảng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp, trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Hòa. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn, Thư ký Chánh Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp, trưởng Ban Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Long. Xin trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Văn Hung, nguyên trưởng Ban Trị sự xã An Hòa, huyện Tam Nông. Xin trân trọng giới thiệu quý vị trưởng phó ban và quý vị trong đoàn cùng đi của các ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, các xã bạn, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, huyện Phú Tân, thị xã tỉnh Biên An Giang và huyện thành phố Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang và các tổ chức từ thiện, quý vị thân hào, nhân sĩ, trí thức cùng quý ông,
quý bà cao niên, cô chú bác, anh chị em đồng đạo hiện diện hôm nay đề nghị hoan nghênh chung. Về phía ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, phó ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, tỉnh Đồng Tháp, trưởng ban trị sự xã An Hòa, trưởng ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn A, phó ban trị sự xã An Hòa, phó ban tổ chức. Tiếp theo chương trình đến phần nghi thức tôn giáo. Kính mời quý vị quan khách và đồng đạo đứng lên để làm nghi thức tôn giáo. Mời quý vị trang nghiêm hướng về chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ. 1 phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính thôi. Kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính thưa xong. Kính mời quý khách và đồng đạo đồng an tọa. Chương trình đến phần 2 là phần nội dung chính, đọc diễn văn khai mạc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hoàng, trưởng ban tổ chức, đến diễn đàn đọc diễn văn khai mạc. Trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới mái đạo tràng của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo xã An Hòa, được quý vị khách quý, quý đồng đạo đến tham dự đông đủ, chúng tôi rất vui mừng và tri ân tất cả quý vị. Vậy lời nói đầu tiên, tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính gửi đến quý vị khách quý, quý đồng đạo lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc phúc an lành tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn với chúng tôi trong buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Có sự hiện diện của quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc địa phương và quý vị đại diện ban đại diện Phật giáo Hảo tỉnh Đồng Tháp, các ban trị sự và các tổ chức từ thiện, các xã bạn, quý vị thân hào, nhân sĩ trí thức, quý vị khách quý và các mạnh thường quân và chư quý đồng đạo gần xa đến tham dự. Có thể nói đây là động cơ khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ kiện toàn tổ chức xiển dương chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đối với Phật giáo Hòa Hảo, việc truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ quan trọng, bởi vì pháp có được phổ truyền thì nền đạo mới được tồn tại và phát triển. Nhờ vào đó chúng ta mới nhận thức sâu sắc hơn tôn chỉ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, một nền đạo gắn bó với dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua. Có thể nói giáo pháp hợp Phật tu nhân, Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính cái cơ, vừa phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh nhân loại đang tiến bộ về khoa học kỹ thuật, phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân sinh xã hội. Đức Thầy từng khuyến khích phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh hoa từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong ba tánh, như thế mới không phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau dạy. Và Ngài đã dạy cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó, là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thiện tế để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, để trao dồi và nâng cao đạo đức. Điều trọng yếu là phải đoàn kết, mỗi tín đồ chúng ta phải không ngừng tìm hiểu giáo lý cao siêu tổ thầy, Đức Thầy đã dạy, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành và câu, chớ chia rẽ phải đồng tâm hiệp lực, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thượng,
chọn đường quy nguyên với ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nêu trên, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã An Hòa cùng toàn thể bà con tín đồ trong địa phương tích cực kiện toàn, phát huy nỗ lực để xiển dương chánh pháp của Đức Quỳnh giáo chủ. Đến đây tôi xin khai mạc ban tổ chức, xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hảo lần 3 xã An Hòa. Kính chúc sức khỏe tất cả quý vị quan khách, quý đồng đạo. Kính chúc buổi thuyết giảng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào đoàn kết. Nam mô A Di Đà Phật. Hơn đồng đạo Nguyễn Văn Hoàng. Kính thưa quý vị đồng đạo, kể từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy đã tế cáo Hoàng Thiên cùng với sứ mệnh khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo mà Ngài đã rút trong các luật, các kinh để hồng phù hợp căn cơ của người tín đồ tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Ngài không quản gian khổ, khó nhọc bằng mọi phương pháp, nào là trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời, viết sấm thi độ đời, với hoài bảo thiên liêng mà Ngài hé lộ. Ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn cách hạ giái truyền khai đạo pháp, hay là ta yêu chúng viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Để thể hiện chi tiết sứ mạng thiêng liêng của Đức Thầy trong bài Sứ mạng của Đức Quỳnh giáo chủ, phần này xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Trần Văn Đực đến diễn đàn để nhắc lại. Trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sứ mạng của Đức Thầy. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mê phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để tu tập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thân. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước chùa dân cũng đều mãi sanh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quy thần đất Việt chớ bao liền. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi những ân đức Phật lòng đã quảng đại từ bi. Hiền gì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dương cảnh đồ lao, chỉ xiết xa phương chúng sanh giảng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục lăn lộn chung mê đồ, mà chẳng hoàn thân giúp tê cứu dân dòng thân dị quốc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, gạo du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lông sạch phàm tâm.
sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lỏi xuống chung hồng trần đang chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tay quà, Phật Vương đà chỉ rõ mấy diệu quyền chuyển lập tội long hoa. Chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xưng ngôi, người đủ các thiện căn để giao truyền đại đạo, định ngôi phần thư gây cột hòa bình cho vạn quốc chư bang. Tiên Tào Đà xét định cấp chúng sanh trong thế giới, trong cái bụi hạ quân này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp hòa. Lực trời đà chỉ tội, xét kẻ thiện căn thì ít người tội ác quá nhiều. Chư Phật nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình đăng xa bớt tội căn để giúp trên long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp hiểm màu, chuyển diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc cường sự thay bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc thánh đạo chân du, người tâm trí tôi đen đời lắm ma dương khuyên rồi. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liệu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tới nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng đủ đáp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là dân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta tưởng xác cởi đồng, chứ có về đâu chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam trên, thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dòng quyền diệu của tiên gia độ bình, để cho kẻ căn lành nhờ đức banh, mà cảm lòng từ bi của chữ gì chơi trăm quan. Tạm thiết đi dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhầm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu cùng điên, mượn bút bực tiết lộ thấy tiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tình tâm sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bao. Vẫn biết đời lang xa thống trị phép nước nghiêm hình, dân chung nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo đạo oan sát thân. Kiếp giọt này đây á lại tiếc thi thân phạm tục, xong vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ chờ che cho xác phạm bất nội cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Dâm Ngũ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn đồng đạo Trần Văn Đực. Kính thưa quý vị đồng đạo, một đất nước thái bình thịnh trị thì mọi người dân phải chấp hành thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước đề ra. Mọi tín đồ muốn hành đạo đúng theo tôn chỉ của một tôn giáo thì phải cần giữ gìn giới luật cho nghiêm minh, vì giới luật là hàng rào ngăn chặn cho chúng ta không rơi vào đường tội ác. Để tìm hiểu thêm giới luật của Phật giáo Hòa Hảo như thế nào, kính mời quý vị thành lòng nghe lại nguyên văn bài lời khuyên bổn đạo, tức 8 điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Bài này xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Trần Thị Thu đến diễn đàn thành lòng nhắc lại. Trân trọng kính mời đồng đạo cùng lắng nghe. Mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo, khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền, vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặn trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phần vui lòng thứ, ta thứ được người ngờ.
thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đồng đạo Trần Thị Thu. Bồ giao cảm cho đề tài thuyết giảng hôm nay, kính mời quý vị thành lòng nghe lại một đoạn sấm giảng trong quyển tư Đức Thầy viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Hải đến diễn đàn đọc lại, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mê dối tình nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đau kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sắc quyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cùng hổ thầm, nên than thở cùng trần ức tiên. Tâm sáng suốt như đại nguyệt kiên, tâm trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cùng ân, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trường lao, mắt trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hồi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hướng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiền giống chi hương nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hai ma, tiên hai Phật cũng là tài nó. Tu giới tình biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm ngàn sâu, ngó vàng vạch đài lầu chẳng có. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đồng đạo Trần Văn Hải. Chương trình đến phần 3 là phần bế mạc, đọc đáp từ của ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hoàng, trưởng ban ban tổ chức đến diễn đàn đọc đáp từ bế mạc. Trân trọng kính mời ông.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đồng đạo thân mến, sau hơn 3 giờ tiến hành buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hảo, đến nay chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công mỹ mãn. Giáo lý viên đã đem hết sở học của mình triển khai nội dung đề tài mạch lạc, làm sáng tỏ tính nhân văn sâu sắc trong giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Huỳnh giáo chủ, giúp chúng ta nhận thức thêm ý nghĩa sâu sắc trong tôn chỉ giáo lý Phật giáo hòa hảo của Ngài. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và an ninh trật tự để ban tổ chức chúng tôi thực hiện hoàn thành chương trình thuyết giảng hôm nay. Trân trọng cảm ơn hai giáo lý viên ban hộ truyền giáo lý Trung ương không ngại đường xa xôi đến đây thực hiện nhiệm vụ hộ truyền giáo lý, giúp ban trị sự chúng tôi hoàn thành buổi thuyết giảng. Chân thành cảm ơn gia đình anh Trần Văn Chặt, chị Thu Trợ Lâm đã tài trợ cà phê nước đá cho buổi thuyết giảng hôm nay. Chân thành cảm ơn gia đình ông Nguyễn Hồng Căng, Phạm Hữu Tý, chợ An Lâm đã tài trợ ăn sáng và buổi thuyết giảng. Chân thành cảm ơn đội quay phim ban trị sự phường ở Bình A đã tài trợ quay phim đưa tin cho buổi thuyết giảng. Chân thành tri ân các ban trị sự Phật giáo hòa hảo, các tổ chức từ thiện xã bạn, quý vị quý khách, quý vị thân hào nhân sĩ trí thức, các mạnh thường quân, chư quý đồng đạo tiếp giúp tài vật và tham dự đông đủ để buổi thuyết giảng chu đáo hoàn mãn, kết quả tốt đẹp. Chân thành cảm ơn các đặc ban âm thanh ánh sáng, ban tiếp tân khách, ban trụ phòng phục vụ chu đáo cho buổi thuyết giảng hôm nay. Trong lúc làm phần sự không tránh khỏi phần thiếu sót, xin chân thành ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị để lần sau chúng tôi thực hiện được tốt hơn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng hôm nay. Trước khi dứt lời, thay mặt ban tổ chức xin kính chúc quý vị đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng quý vị khách quý thật nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, thành công trên mọi lĩnh vực. Kính chúc chư quý đồng đạo được nhiều sức khỏe, bồ đề tâm tinh tấn, thành công viên mãn, vạn sự cát tường. Xin trân trọng kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hoàng. Chương trình đến phần nghi thức bế mạc. Kính mời quý khách, quý đồng đạo đứng lên để làm nghi thức bế mạc. Mời quý vị trang nghiêm hướng về chân dung Đức Huỳnh giáo chủ. Một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật kính thôi. Kính lễ Đức Huỳnh giáo chủ kính thưa xong. Mời quý vị, buổi thuyết giảng đến đây đã hết. Thay mặt ban tổ chức, kính mời quý khách, quý đồng đạo nán lại dùng cơm với ban tổ chức. Trân trọng kính mời. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mặn ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thua.
thánh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thánh thái mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân quán. Nếu gieo nhân bác ái vô ưu, sao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Về nương mong Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng, nương nhà Tam Bảo, hoa sen nở bừng. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh thái mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân sao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Về nương mong Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng, nương nhà Tam Bảo, hoa sen nở bừng. Tâm bao.